Hello, Cần Trại Thỏ 300 kính chào tất cả các quý anh chị và quý cô dì trên diễn đàn. Hôm nay mình đi ra thăm vườn ba ba của mình đã ốm mấy tháng tuổi. Bây giờ mình sẽ chuyển ba ba qua một bể nuôi cá mới. Đây là hệ thống ba ba ống đây các bạn. Đây, thời gian ống đây các bạn này. Thời gian ống là tháng 5. À tháng 10. Mà hiện nay là tháng 3 rồi. Đây là xả nước, trước hết là mình xả nước nha các bạn, xả nước cho bể ba ba hết. Đây. Để mình xả nước xong rồi là mình đưa ba ba qua bể lớn. Đây các bạn thấy ba ba nhiêu không? Đấy. Mời các bạn cùng kiểm tra là ba ba con số như thế nào á. Đây, mình sẽ là đưa cái này là dành cho để ba ba phơi nắng đây các bạn. Đó. Đây, mình thiết kế cho ba ba một cái bể. À, các bạn để cho ba ba lên đây ba ba nghỉ này. Đây, còn đây là bèo này. Bèo này là dùng chống nóng đấy các bạn ơi. Bèo này nó sinh sôi rất là nhanh. Các bạn cứ tưởng tượng là bèo nó sinh sôi rất là nhanh bởi vì nó tỷ lệ nhân đôi. Lúc đầu là 1 thì thành 2. 2 thành 4, 4 nhân 6, 6 thành 8. Bởi vậy là với thời gian 1 tháng thôi mình đã có một lượng bèo quá nhiều đó. Đấy. Bể này cấp thoát nước rất là phù hợp cho ba ba là trưởng thành. Vì vậy khi là mình nở xong cái là mình chuyển ba ba qua đây. Mời các bạn qua kiểm tra dân số ba ba nghe các bạn. Trước hết là mình chuẩn bị một cái xông này. Một cái xô nước. Để mình bắt ba ba qua. Đó. Ồ, đó. Đây. Bắt ba ba qua này các bạn. Đây này. Ba ba này, một này. Một ba ba. Đấy, cái bay đi các bạn này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 con này hơi nhỏ 17 18 19. Ui cái bay 20. Ui rồi, 21. 22. 23. 24. 25 con. Con không ta? Đây con. Ui đây con rồi bạn. 26. 27 28 ba trốn trong này các bạn ạ. 28 con ba ba rồi các bạn ơi. Bên này một con to các bạn này. Đây là 29. Đấy. Đây là 30. 30 con ba ba rất là to. Chứ là mình tiến hành thả qua bể lớn các bạn. Sau khi các bạn ương được 6 tháng là các bạn sẽ đưa qua bể lớn để là ba ba thích nghi hơn. Các bạn cùng mình đi qua để kiểm tra thử lượng ba ba. Đây các bạn đưa qua bể lớn. Đây. Đưa qua bể này. Mình đổ cá luôn các bạn.
xuống đi. Đó. Đấy. Đó các bạn. Còn hai con nữa này. Ba bạn là nằm trong video nữa bạn ạ. Đấy, một con ra, đấy, hai con ra, ba con ra. Ba con ra rồi các bạn. Đấy. Sau khi các bạn ốm là nên chuyển qua ba ba bởi vì thời tiết nó không phù hợp. Thế nên còn có một con to nữa các bạn. Chắc con to này cho nó ở đây được. Bởi vì cái cái này nó không giữ được nước. Một thời gian là nó không giữ được nước các bạn ạ. Thôi, qua đây mình chia sẻ cái lượng ba ba mới 6 tháng tuổi để qua một bể mới. Chia sẻ video đơn giản như vậy thôi. Và hẹn gặp lại trong những video sau. Chỗ rửa rồi nhưng mà khi ba ba nó thuần chủng được cái lượng cục bạn nhắn lên gấp bội rất là nhiều.